So, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau yeah, học một bài học về chủ đề giao tiếp trong nhà hàng. nhá yeah, Im restaurant. <laughs> cái nào bởi vậy nên mình vừa mới hỏi mọi người là ở trong số các bạn ở đây có ai làm trong lĩnh vực này không? Thì có một số bạn trả lời là các bạn có làm trong lĩnh vực này. Thì bài học ngày hôm nay sẽ khá là hữu ích với các bạn. nhá yeah. chúng ta sẽ học một số những cái câu giao tiếp căn bản ở trong nhà hàng Uh -huh. Rồi, và chúng ta sẽ nói về những nội dung sau. Thứ nhất, đó là Reservierungen annehmen. Có nghĩa là à nhận nhận đặt chỗ. nhé yeah. Khi mà có người gọi điện thoại đến và người ta muốn đặt chỗ ở nhà hàng của mình thì mình phải nói như thế nào? nhé yeah. Rồi, um, chủ đề tiếp theo đó là Gäste empfangen und platzieren. Có nghĩa là đón khách và sắp xếp chỗ cho khách. Ừm. Uh -huh. Nummer 3, Getränke und Speisen empfehlen. Ya, yeah. có nghĩa là mình gợi ý cho vị khách đó đồ uống hay là đồ ăn. Nummer 4, Bestellungen aufnehmen. Ya, yeah. có nghĩa là chúng ta nhận đặt món. Ừm. Uh -huh. Nummer 5, Lob bekommen und dafür danken. Có nghĩa là nhận lời khen và cảm ơn vì điều đó. Nếu như mà đồ ăn ở quán của các bạn ngon này và chất lượng phục vụ tốt thì thì có thể là các bạn sẽ nhận được những lời khen của các vị khách. Vậy thì trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Chúng ta sẽ nói như thế nào cho phù hợp? Chúng ta sẽ học một số câu diễn đạt trong bài học ngày hôm nay. Nummer 6. Kritik, beschwerden und entschuldigung. Có một số trường hợp sẽ diễn ra đó là um, các vị khách ở, ở nhà hàng của các bạn không hài lòng đã về một cái vấn đề gì đó xảy ra à, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ phải um, giải quyết như thế nào chúng ta sẽ phải nói như thế nào nhé chúng ta không thể nào mà chúng ta lờ đi được đó. như vậy thì thể hiện cái sự là chúng ta không có chuyên nghiệp à vậy thì bài học ngày hôm nay các bạn sẽ học về những cái kiến thức mà các bạn sẽ um, có thể là dễ dàng áp dụng được trong cái công việc của mình nhé rồi nó 7, gì có nghĩa là tính tiền. Và chủ điểm cuối cùng, die Gäste verabschieden, chào tạm biệt khách. Rồi, bạn đã nắm được cái nội dung của bài học ngày hôm nay đúng không? nhá Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu diễn đạt. Ở trong bài học này thì bạn không cần phải có một cái vốn ngữ pháp nhất định nào cả. Bạn có thể là bạn chưa học tiếng Đức bao giờ hoặc là bạn học rất là ít tiếng Đức. Đấy, cái điều quan trọng là các bạn ghi nhớ được những cái câu diễn đạt này và các bạn áp dụng được nó vào trong cuộc sống trong công việc của các bạn. Ok? Alles klar. So, và cho mỗi cái câu diễn đạt mình sẽ lặp lại hai lần nhá, một lần với tốc độ bình thường và một lần với tốc độ chậm. Và để có thể tạo điều kiện hơn cho các bạn thì trong bài ngày hôm nay tất cả những câu diễn đạt đều có dịch nghĩa tiếng Việt và dịch nghĩa tiếng Anh. Nhá, những bạn nào mà uh, khó hình dung được cái câu này, cái cách diễn đạt này trong tiếng Việt thì các bạn có thể so sánh với tiếng Anh. Đó. OK, alles klar. So, Nummer 1. Reservierungen annehmen. Uh -huh. sẽ có trường hợp là các vị khách, các bạn gọi điện thoại đến và muốn đặt chỗ. à Ví dụ như vị khách đầu tiên có thể nói như thế này: Ich würde gerne einen Tisch reservieren. Ich würde gerne einen Tisch reservieren. Mhm. Với động từ reservieren thì bạn lưu ý trọng âm sẽ rơi vào à đuôi ier nhá. reservieren. Okay. Có nghĩa là tôi muốn đặt bàn. Rồi, hoặc là họ cũng có thể nói rõ hơn là họ muốn đặt bàn cho bao nhiêu người. Ich möchte einen Tisch für vier Personen reservieren.

Uh -huh. Bạn lưu ý là với từ talk, yeah. mặc dù giả um, yeah, chữ cái cuối cùng là chữ g, nhưng mà bởi vì nó đứng ở cuối từ nên chúng ta sẽ phát âm nó như là chữ k, như là chữ k ở trong tiếng Việt vậy đó nhé. Yeah. Talk, ok. Rồi câu này có nghĩa là ông hay bà muốn đặt bàn vào ngày nào? Yeah. Rồi vài chúng ta cũng có thể hỏi thêm. Um wie viel Uhr möchten Sie kommen? Um wie viel Uhr möchten Sie kommen? Um So, und weiter. Für wie viele Personen darf ich den Tisch reservieren? Ja. Für wie viele Personen darf ich den Tisch reservieren? Ông bà muốn đặt bàn cho mấy người? Nếu như mà họ chưa nói cho các bạn biết ngay từ đầu là họ muốn đặt chỗ cho mấy người thì các bạn nên hỏi lại họ điều này. Und auf welchem Namen darf ich den Tisch reservieren? Auf welchen Namen darf ich den Tisch reservieren? Câu này có thể hiểu là ông bà muốn đặt bàn dưới tên ai? Rồi khi mà các vị khách gọi điện thoại đến cho bạn thì bạn không thể biết được đó là ai đúng không nhá yeah. thì các bạn sẽ phải ghi lại tên của người đặt bàn giờ mm -hmm. so, và câu hỏi ở đây chúng ta có thể hỏi là Auf welchen Namen darf ich den Tisch reservieren? Weiter. Geben Sie mir bitte noch Ihre Telefonnummer. Geben Sie mir bitte noch Ihre Telefonnummer. Mm -hmm. Câu này có thể hiểu là ông bà có thể cho tôi số điện thoại của ông bà được không? nhá. Yeah. Cái nào rồi trong một số trường hợp mà chúng ta muốn um, liên hệ với cái vị khách đó nhá, yeah. hay là chúng ta muốn kiểm tra thông tin xem có đúng là cái người tên như vậy hay không thì chúng ta có thể hỏi số điện thoại của họ. Rồi. Và một câu hỏi nữa để mà chúng ta có thể sắp xếp chỗ cho họ. Möchten Sie drinnen oder draußen sitzen? Möchten Sie drinnen? oder draußen sitzen. Ông bà muốn ngồi ở trong hay là ngồi ở ngoài? Nhá. Trường hợp là quán của các bạn có chỗ ngồi ở ngoài, các bạn cũng có thể hỏi họ điều này. Nhá. Người Đức thì thông thường là, đặc biệt là mùa hè, nhá. khi mà thời tiết ấm áp, thì người Đức thường là họ thích ngồi ở ngoài hơn. Ừ. Rồi. Và cuối cùng, sau khi mà chúng ta đã có đầy đủ thông tin của vị khách rồi, thì chúng ta có thể cảm ơn họ Vielen Dank für Ihre Reservierung. Vielen Dank für Ihre Reservierung. Kann Okay, so, và chủ tiếp theo của chúng ta sẽ là, Gäste empfangen und platzieren. Ja, yeah. so, Guten Abend, haben Sie eine Reservierung? Ja, Guten Abend. Haben Sie eine Reservierung? xin chào ông bà có đặt bàn trước. với trường hợp như là nhà hàng của các bạn đông khách và phải đặt bàn trước thì mới có chỗ ngồi hoặc là các bạn cũng có thể hỏi họ như vậy khi mà họ bước vào nhà hàng của các bạn để mà mình có thể dễ dàng hơn trong việc sắp xếp chỗ Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Ông bà đã đặt chỗ dưới tên ai vậy? Trong trường hợp là vị khách đó nói với bạn là họ đã đặt chỗ rồi thì bạn sẽ hỏi là đặt chỗ bằng tên của ai nhá yeah. và các bạn kiểm tra trong tên sách. Uh -huh. So. Bitte folgen Sie mir. Bitte folgen Sie mir có nghĩa là mời ông bà đi theo tôi. Hier habe ich einen freien Tisch für Sie. Hier habe ich einen freien Tisch für Sie. Ở đây có một bàn trống cho ông bà. Rồi, trường hợp là các bạn mời họ đến một cái bàn trống nào đó, nhưng mà họ nhận ra là à cái bàn này quá nhỏ cho họ. Ich habe aber für vier Personen reserviert. Ich habe aber für vier Personen reserviert. Tôi đã đặt chỗ cho bốn người cơ mà. À đây lại có một cái vấn đề phát sinh đúng không? Thế yeah. nào có nghĩa là bạn sắp xếp bàn cho họ nhưng mà chiếc bàn này không phù hợp. Vậy thì trong trường hợp này bạn sẽ giải quyết như thế nào? Bạn sẽ trả lời như thế nào? Ừm. Uh -huh.

Da liegt wohl eine Verwechslung vor. Ihr Tisch ist gleich hier. Entschuldigung, da liegt wohl eine Verwechslung vor. Ihr Tisch ist gleich hier. À, có thể xảy ra một cái việc là các bạn nhầm lẫn trong việc sắp xếp chỗ nhá, yeah. thì các bạn có thể xin lỗi vị khách đó. Xin lỗi, có thể là có sự nhầm lẫn. Bàn của ông bà ở ngay đây. Rồi. Uh -huh. Was soll da hier also wie kan Kann ich bitte die Speisekarte haben? Kann ich bitte die Speisekarte haben? Tôi die Speisekarte. ist ja, die Speisekarte, bitte schön. hier ist die Speisekarte, bitte, ja? also, Speise bitte. Ja, oder hier ist die Speisekarte, bitte schön. Ừm. Uh -huh. Có nghĩa là gửi ông bà thực đơn khi mà bạn đưa thực đơn cho người khách đó thì bạn có thể nói ngắn gọn như thế này. Rồi, so, möchten Sie von der Karte wählen oder darf ich Ihnen etwas empfehlen? Möchten Sie von der Karte wählen oder darf ich Ihnen etwas empfehlen? Ừm. Uh -huh. So, trong trường hợp là bạn muốn hỗ trợ cái vị khách đó một cách tốt hơn nhá thì bạn có thể hỏi họ là ông bà muốn chọn trong thực đơn hay là tôi có thể đề nghị cho ông bà một món gì đó có nghĩa là các bạn muốn đưa cho họ một cái lời khuyên trong việc lựa chọn món unsere Tagesempfehlung ist unsere Tagesempfehlung ist có nghĩa là món ăn được đề nghị trong ngày của chúng tôi là à, die Tagesempfehlung có nghĩa là So. Dann. Um, heute kann ich Ihnen eine besonders feine Spargelschaumsuppe super empfehlen. Heute kann ich Ihnen eine besonders feine Spagenschaum super empfehlen. Uh -huh. So. Câu này có nghĩa là hôm nay tôi có thể đề nghị cho ông bà một món gì đó. Ở đây ví dụ như là món súp măng tây được xanh mịn nhá Thế nào? Rồi, các bạn có thể sử dụng mẫu câu này khi mà các bạn giới thiệu, đề nghị một cái món nào đó cho vị khách của mình. Ừ. Rồi, sau một thời gian nhá, bạn đưa cho vị khách thực đơn và họ có thời gian để họ suy nghĩ cân nhắc. Nhá, thì bạn có thể quay lại và hỏi họ là Haben Sie schon gewählt? Haben Sie schon gewählt? Ông bà đã chọn được món chưa ạ? Yeah. Nhá. Rồi. Và nếu như họ đã gọi món rồi, chúng ta cũng có thể gợi ý thêm cho họ một khẩu phần ăn nào đó. Ví dụ như ở đây, möchten Sie einen Salat dazu? Möchten Sie einen Salat dazu? Dazu có nghĩa là thêm vào nhá. Ông bà có muốn gọi thêm món salad không? Rồi trong trường hợp họ gọi món bít tết nhá, yeah, steak. Thì bạn có thể hỏi họ là: Wie möchten Sie ihr Steak? Blutig, medium oder durchgebraten? Wie möchten Sie ihr Steak? Blutig, medium oder durchgebraten? Có nghĩa là ông bà muốn món ừm uh, miếng bít tết của mình như thế nào? nhá yeah, sống nhá yeah, blutig có nghĩa là nó vẫn còn khi mình cắt ra nó vẫn còn nhà um, yeah, có máu chảy ra nhá yeah. cái nào medium vừa hay là durchgebraten có nghĩa là chín hẳn. Do, và um, trong cái quá trình mà vị khách của mình thưởng thức món ăn thì sau ở uh, một thời gian các bạn có thể quay lại hỏi họ ist alles recht bei ihnen ist alles recht bei ihnen Yeah, mọi thứ ổn chứ ạ? Yeah. Mọi thứ ok chứ? nhá. Yeah. So, oder ist alles zu ihrer Zufriedenheit? Ist alles zu ihrer Zufriedenheit? Mm -hmm. Ông bà hài lòng với mọi thứ chứ ạ? Yeah. nhá. Yeah. Câu này chúng ta cũng có thể sử dụng để hỏi um, sau khi mà vị khách đó kết thúc bữa ăn của mình. So, hat es Ihnen geschmeckt? Hat es Ihnen geschmeckt? Ông bà ăn ngon miệng chưa ạ? Rồi, và vị khách đó có thể đưa cho các bạn một cái lời khen vì là đồ ăn rất là ngon, rất là vừa miệng. Und so weiter. Thì bạn có thể cảm ơn họ. Vielen Dank, das freut mich. Vielen Dank, das freut mich. Cảm ơn, tôi rất vui về điều đó đó và nếu như mà bạn nhận được cái lời khen cho đồ ăn thì các bạn cũng có thể nói như sau. Ihr Lob gebe ich gerne an das Küchenteam weiter. Vielen Dank. Ihr Lob gebe ich gerne an das Küchenteam weiter. Vielen Dank. Tôi sẽ chuyển lời khen của ông bà tới đội ngũ làm bếp. Cảm ơn nhiều. và phần tiếp theo à, là một cái phần nó không được positive cho lắm nhá, yeah, có nghĩa là um, sẽ có một cái vấn đề gì đó xảy ra và cái vị khách của các bạn không hài lòng. Yeah. Cái nào thì trong trường hợp này chúng ta sẽ nói như thế nào? Yeah. Ví dụ như là vị khách này. Hallo, ich warte seit einer halben Stunde auf mein Essen. Hallo, ich warte seit einer halben Stunde auf mein Essen. Xin lỗi. Ja yeah. oder Hallo. Hey. Ja. Yeah. Genau. Tôi chờ đồ ăn được nửa tiếng rồi. Có nghĩa là um, yeah. <laughs> vị yeah, khách đó phải chờ rất là lâu mà vẫn chưa nhận được đồ ăn. Đấy. Thì với ờ um, nào um, cái nhiệm vụ là của một người bồi bàn thì bạn sẽ phải nói với họ như thế nào? nhé yeah. Rồi, ví dụ Entschuldigen Sie bitte. Mir ist ein Fehler bei der Bestellung unterlaufen. Der nächste Gang wird in ca. 5 Minuten serviert. Uh -huh. Serviert, ja, có nghĩa là phục vụ, được phục vụ. Ja, câu này chúng ta có thể hiểu là Xin lỗi, ja, có một lỗi xảy ra với việc gọi món. Entschuldigen Sie bitte. Mir ist ein Fehler bei der bestellung unterlaufen. Ja, có nghĩa là, câu này nếu mà dịch sát nghĩa ra thì có nghĩa là Tôi đã mắc lỗi. Dạ tôi đã làm sai trong cái việc là đặt món cho ông bà. Món tiếp theo của ông bà sẽ được phục vụ trong khoảng 5 phút nữa. Ihr nächster Gang wird in circa 5 Minuten serviert. Ừm. nghĩa là nếu như mà các bạn để xảy ra một cái sai sót gì đó thì chúng ta có thể xin lỗi người khách đó và chúng ta giải thích lý do vì sao. Đó. Yeah. Ok. Oder Es tut mir leid, dass Sie warten mussten. Ich werde mich sofort um Ihre Getränkebestellung kümmern. Es tut mir leid, dass Sie warten mussten. Ich werde mich sofort um Ihre Getränkebestellung kümmern. sich kümmern sich um etwas kümmern có nghĩa là chịu trách nhiệm phụ trách cho cái gì đó chứ ở đây nó không có nghĩa là chăm sóc nhá? nếu như mà chúng ta nói là ai đó chăm sóc ai đó, đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng động từ này nhá? nhưng mà trong ngữ cảnh này thì nó có nghĩa là phụ trách đảm nhiệm cái việc gì đó rồi hoặc là ở một cái trường hợp khác nghĩa là đồ ăn của các bạn có vấn đề Ja, wie so nila, man anhi, qua matten hela, man anhi, um, ja, qua mua hela, wie sie da hela, ne, krek, bete, qua lo, ti bang, gaut, hey, den Bucher hab. Wie so nil, darf ich Ihnen als kleine Entschädigung einen Kaffee auf Kosten des Hauses anbieten? Darf ich Ihnen als kleine Entschädigung einen Kaffee auf Kosten des Hauses anbieten. Có nghĩa là tôi có thể đền bù cho ông bà bằng một cốc cà phê được chi trả bởi chúng tôi được không? Có nghĩa là cốc cà phê này hoàn toàn miễn phí nhá và nhà hàng của các bạn sẽ trả cho họ nhá. Bởi vì nó là một cái sự đền bù cho một cái việc gì đó không hay không được tốt đẹp lắm xảy ra với vị khách. Rồi, và phần tiếp theo đó là kassieren, tính tiền. Giờ, khi mà tính tiền thì người ta có thể nói là Ich möchte gerne zahlen. Ich möchte gerne zahlen. Tôi muốn thanh toán, tôi muốn trả tiền. Hoặc là họ nói rất ngắn gọn. Zahlen bitte. Mhm. Uh -huh. Zahlen bitte. Làm ơn cho trả tiền. Làm ơn cho thanh toán. Uh -huh. Khi mà vị khách đó nói như vậy thì bạn có thể trả lời lại ngắn gọn ich bin sofort bei Ihnen. Ja. Yeah. Có thể là trong khi mà họ nói như vậy thì bạn đang bận và phục vụ một cái bàn khác. Ja. Cái nào hay là bạn đang bận làm cái việc gì đó khác thì bạn có thể nói với họ. Ja, yeah, tôi đến ngay đây. Uh -huh. Oder warten Sie bitte einen Moment. Ja. Yeah. Làm ơn chờ một chút. So. Möchten Sie bar zahlen oder lieber mit Karte? Möchten Sie bar zahlen oder lieber mit Karte? ông bà muốn trả tiền mặt hay là trả thẻ ở Đức thì có một điều mình nhận thấy là người Đức rất là thích trả bằng tiền mặt đó <laughs> yeah. thậm chí là có một số quán uh, hay là một số cái cửa hàng họ sẽ ghi sẵn luôn là um, chỉ có thể trả bằng thẻ với cái số tiền từ ví dụ như là 5 euro trở lên đó cái nào vậy nên là khi mà các bạn sống ở Đức thì chúng ta nên có chuẩn bị cái tiền tiền mặt ở trong túi ví của chúng ta rồi, và khi mà um, yeah, vị khách đó trả tiền và sau đó bạn đưa lại tiền thừa cho họ họ có thể nói là Stimmt zu so. Stimmt zu so, có nghĩa là cứ giữ lại tiền thừa Nếu như mà vị khách đó nói như vậy thì có nghĩa là bạn không cần phải thối lại tiền cho họ yeah? Stimmt zu so. Và cuối cùng Die Kester verabschieden có nghĩa là Chào tạm biệt khách. À sau khi mà bữa ăn đã kết thúc rồi, yeah, thì các bạn có thể cảm ơn vị khách đó vì đã đến. Vielen Dank für ihren Besuch. Vielen Dank für ihren Besuch. Cảm ơn vì đã ghé qua. Haben Sie einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Haben Sie einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Chúc ông bà buổi tối vui vẻ tạm biệt nhá yeah. hay là ở trong dạ, um, yeah, ở nước Đức nhá yeah. thì um, trong giao tiếp hàng ngày người ta cũng có thể nói một cách đơn giản là schönen Abend noch oder schönen Tag noch uh -huh. so das war's ja yeah. đó là một số những cái mẫu câu rất là căn bản và các bạn có thể uh, áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày trong cái công việc của mình đó là trong phục vụ trong nhà hàng nhá yeah. rồi và các bạn có thể Coi lại cái video livestream này để các bạn ôn tập lại những cái mẫu câu đó. Hoặc là các bạn có thể xem ở trên kênh Youtube Học tiếng Đức cùng Prima Deutsch. Và bây giờ chúng ta sẽ có một bài tập nhỏ, nhỏ. đó Rồi, chúng ta sẽ đọc đề bài nhé. Was nehmen die Gäste? Hören sie den Dialog und wählen sie aus? Đó. Rồi, các vị khách thì yeah, họ chọn đồ ăn nào. Chúng ta sẽ nghe một cái Dialog sẽ nghe một cái đoạn hội thoại và sau đó thì các bạn sẽ lựa chọn phương án phù hợp, ok? Rồi và ở đây chúng ta sẽ có giảm um, yeah, hai cái phần mà chúng ta sẽ thực hiện. Phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại và các bạn sẽ cố gắng ghi chú xem là cái vị khách đó gọi món nào. Và bước thứ hai um, để có thể đơn giản hơn cho các bạn thì chúng ta sẽ nhìn thấy một danh sách và những cái đồ ăn nhá yeah, mà có thể họ sẽ gọi và các bạn sẽ lựa chọn trong danh sách đó những cái đồ ăn mà các bạn thấy là phù hợp với cái người này và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng với nhau xem đáp án nhá yeah, các bạn có thể uh, viết đáp án của mình ở trong phần bình luận để chúng ta có thể so sánh cùng với nhau ok Guten Abend. Guten Abend. Einen Tisch für drei Personen? Ja, bitte. Hier ist die Speisekarte. Möchten Sie schon etwas trinken? Ja, ich hätte gern ein Glas Rotwein. Beate, was nimmst du? Ich nehme ein Mineralwasser. Und ich hätte gern einen Orangensaft. Also ein Rotwein, ein Orangensaft und ein Mineralwasser kommt sofort. Was nehmt ihr zu essen? Nehmt ihr eine Vorspeise? Nein, ich glaube nicht. Ich habe keinen großen Hunger. Ich nehme nur eine Gemüsesuppe und einen Salat. Und du, Anja? Ich weiß nicht. Die Auswahl ist schwer. Vielleicht nehme ich den Fisch. Ich nehme den Rindergulasch. Er schmeckt hier sehr gut. Ja? Dann nehme ich auch den Gulasch. Und wir können auch eine Flasche Rotwein bestellen, oder? Ja, gern. Ihr könnt gerne eine Flasche Wein bestellen. Aber ich trinke heute Abend keinen Alkohol, nur Wasser. Dann nehmen wir lieber nur zwei Gläser Rotwein. Was meinst du, Anja? Gut. So, das war's. Hören wir den Dialog noch einmal, ja? Guten Abend, guten Abend. Einen Tisch für drei Personen. Ja, bitte. Hier ist die Speisekarte. Möchten Sie schon etwas trinken? Ja, ich hätte gern ein Glas Rotwein. Beate, was nimmst du? Ich nehme ein Mineralwasser. Und ich hätte gern einen Orangensaft. Also ein Rotwein, ein Orangensaft und ein Mineralwasser kommt sofort. Was nehmt ihr zu essen? Nehmt ihr eine Vorspeise? Nein, ich glaube nicht. Ich habe keinen großen Hunger. Ich nehme nur eine Gemüsesuppe und einen Salat. Und du, Anja? Ich weiß nicht. Die Auswahl ist schwer. Vielleicht nehme ich den Fisch. Ich nehme den Rindergulasch. Er schmeckt hier sehr gut. Ja? Dann nehme ich auch den Gulasch. Und wir können auch eine Flasche Rotwein bestellen, oder? Ja, gern. Ihr könnt gerne eine Flasche Wein bestellen. Aber ich trinke heute Abend keinen Alkohol, nur Wasser. Dann nehmen wir lieber nur zwei Gläser Rotwein. Was meinst du, Anja? Gut. Jawohl, sehr gut. Ja. Von wird. đúng viết chính xác các từ này chưa? À, bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần tiếp theo, chúng ta sẽ nhìn thấy những cái đáp án chúng ta lựa chọn nhé. Yeah. Và khi này các bạn hãy để ý xem là các bạn có nghe hiểu được rõ hơn không? Okay. Guten Abend. Guten Abend. Einen Tisch für drei Personen? Ja, bitte. Hier ist die Speisekarte. Möchten Sie schon etwas trinken? Ja, ich hätte gern ein Glas Rotwein. Beate, was nimmst du? Ich nehme ein Mineralwasser. Und ich hätte gern einen Orangensaft. Also ein Rotwein, ein Orangensaft und ein Mineralwasser kommt sofort. Was nehmt ihr zu essen? Nehmt ihr eine Vorspeise? Nein, ich glaube nicht. Ich habe keinen großen Hunger. Ich nehme nur eine Gemüsesuppe und einen Salat. Und du, Anja? Ich weiß nicht. Die Auswahl ist schwer. Vielleicht nehme ich den Fisch. Ich nehme den Rindergulasch. Er schmeckt hier sehr gut. Ja? Dann nehme ich auch den Gulasch. Und wir können auch eine Flasche Rotwein bestellen, oder? Ja gern. Ihr könnt gerne eine Flasche Wein bestellen. Aber ich trinke heute Abend keinen Alkohol, nur Wasser. Dann nehmen wir lieber nur zwei Gläser Rotwein. Was meinst du, Anja? Gut. So, das war's. Ich glaube jetzt habt ihr alle die Antwort, oder? Ja. Yeah. Rồi bây giờ khi mà nhìn, mình nhìn vào các từ này thì và mình nghe thì chắc chắn là các bạn sẽ nghe tốt hơn, đúng không? Rồi bây giờ các bạn có uh, nghe hiểu hết được 90% không? Các bạn nào hiểu hết 100% không? Nhá. Yeah. Ok Rồi, đây là những cái từ vựng Với đồ uống, Getränke và Speisen là món ăn, rất là căn bản trong tiếng Đức, nhá. Yeah. Rồi ở đây chúng ta có gì nhỉ? Rotwein, Mineralwasser, Weißwein, Kaffee, Cola, Orangensaft. Mm uh -huh. Und Speisen, chúng ta có là Fisch, Cá, ja, Salat, Salat, gemüse, gemüse super. chúng ta sẽ viết liền với nhau. Ja? Và các bạn lưu ý là super là một loại là một món ăn đó tên là là một cái súp à và ở đây chúng ta sẽ không có chữ r đứng ở cuối. Yeah, nếu như các bạn viết là soup hop chữ r thì nó có nghĩa khác và nó cũng sẽ có cái phát âm là hơi khác một chút. Nó là super. nhá du bist super. À âm u à, nguyên âm u ở đây chúng ta sẽ phát âm dài super. còn từ trong cái nghĩa là món súp thì nguyên âm sẽ được phát âm ngắn. Suppe. Gemüsesuppe. Okay? Rindergulasch là món thịt bò hầm nhá. Yeah. Tomatensuppe und Käseteller. Käse? Phô Käse. mai, yeah. Okay, giờ bây giờ chúng ta sẽ so sánh đáp án. Ừm. Uh so. -huh. Andreas nimmt Rotwein und Rindergulasch. Beatrice nimmt Mineralwasser, Salat und Gemüsesuppe. Anja nimmt Rotwein, Orangensaft und Rindergulasch. Mhm. Uh -huh. Rồi, các bạn có thể nghe lại xem lại buổi livestream ngày hôm nay để các bạn luyện tập thêm về cái phần kỹ năng nghe của mình nhé. Yeah? Có bạn nào có câu hỏi về bài học ngày hôm nay không? Hay là một câu hỏi chung chung nào đó nhá về uh, việc học tiếng Đức hay là uh, về việc um, nhá, học tập sinh sống tại Đức đã có một số bạn ở đây thì các bạn đang học nghề ở Đức đúng không nhá cái nào đó, thì các bạn có một chút chia sẻ gì với um, cái việc học nghề của mình không nhá có điều gì mà các bạn cảm thấy thú vị hay cũng có gì mà các bạn cảm thấy gặp khó khăn không bạn Christy Trương hỏi về cuộc sống ở Đức và tính cách chung của người Đức. Aha. Uh -huh. À ha. Frage. bạn Christy Trương, um, nếu như bạn hỏi câu này thì có thể là bạn chưa sống ở Đức đúng không? Nhá. Yeah. Um, okay. cuộc sống ở Đức thì nói chung nhà. Um, yeah. <laughs> còn uh, tùy cái cảm nhận của mỗi người nhá. Yeah. Bản thân mình thì sang Đức uh, du học từ năm 19 tuổi thì lúc đầu cái thời gian đầu thực sự rất là rất là khó khăn bởi vì mình cần phải có cái thời gian để mình thích ứng với cuộc sống ở bên đó thứ nhất là về thời tiết ở bên đức thì rất là lạnh mùa đông thì có tuyết này ví dụ như là ở việt nam thì mình không bao giờ mình nghĩ cái việc là mình phải đi giày mà giày phải chống thấm nước đi được tuyết cái nào và những cái đồ ăn nữa đồ ăn thì bạn muốn ăn đồ việt nam đồ châu á thì không phải ở thành phố nào cũng có bán và nếu mà có bán thì cũng tương đối là mắc so với đồ ăn ở địa phương đó và các bạn sẽ phải tập ăn cái đồ ăn của đức bởi vì sao nhất là chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta nấu nướng à, ví dụ như buổi sáng thì mình sẽ phải uh, có thói quen là ăn uh, ngũ cốc muesli và uh, sữa yeah, hay là ăn bánh mì Uh, quét uh, bơ hay là uh, ma lá đó nhá là mứt cái nào ăn những cái gì rất là nhanh gọn lẹ cái nào và cuộc sống ở bên Đức thì nếu như mà bạn có uh, đi làm hay là đi học thì một ngày trôi qua rất là nhanh <laughs> cái nào Dạ uh, yeah, không hiểu sao một ngày trôi qua rất là nhanh luôn nhanh hơn rất là nhiều so với khi mà mình ở Việt Nam cái nào uh, và Yeah. cuộc sống thì khá là yên bình và nếu như mà các bạn từ Việt Nam sang thì các bạn sẽ bị hơi sốc một chút bởi vì là nó yên tĩnh quá <laughs> những bạn nào đang sống ở Đức thì các bạn có chắc là có chung một cái trải nghiệm đúng không nó thực sự rất là yên tĩnh nhá. đi ngồi ở nhà không bao giờ nghe được một cái tiếng còi xe hay là một cái tiếng âm thanh rất là ồn ào như ở Việt Nam cái nào thì nên là có thể khi mới sang các bạn sẽ cảm thấy hơi bị chán nhiều bạn muốn quay trở lại Việt Nam ngay lập tức thế nào nhưng mà khi mà các bạn sống một thời gian rồi thì các bạn sẽ quen với cái việc yên tĩnh đó và các bạn sẽ thích cái điều đó mà khi mà quay trở lại Việt Nam thì các bạn sẽ cảm thấy là yeah, nó ồn ào quá nó hơi xô bù và thế nào à, và ở bên Đức thì thực sự là cái môi trường rất là thích hợp rất là phù hợp để mình tập trung vào việc học <laughs> sẽ không có cái việc là La cả quán xá tụ tập bạn bè như là việt nam bởi vì sao bởi vì ai cũng có công việc của người họ ai cũng bận hết yeah. ừ, ví dụ như là bạn bè mà muốn gặp nhau là phải đặt lịch hẹn Đấy, ví dụ như mình với bạn bè của mình là sẽ làm một cái nó có một cái website đó, để mà mỗi người sẽ lên để để uh, biểu quyết xem là uh, ngày nào thì phù hợp và chọn ra một cái ngày phù hợp nhất Uh, chung cho tất cả mọi người đấy tức là nhà, um, yeah, cuộc sống nó rất là bận rộn đấy, mình có những cái công việc có những kế hoạch cụ thể Thế nên là khi mà mình muốn gặp gỡ bạn bè thôi mình cũng phải đặt lịch hẹn tháng trời đấy chứ không có cái kiểu là um, uh -huh. rồi các bạn chờ một chút nhé tại vì là Facebook không hiểu sao dạo này rất là hay bị ngắt quãng nhá yeah nào ok thì vừa mới chia sẻ với các bạn cuộc sống và khi mà bạn bè gặp nhau là cũng phải đặt lịch hẹn trước thì mới gặp nhau được đấy chứ không phải là uh, gọi điện cái là có thể nhà uh, năm yeah, phút sau là gặp nhau như ở việt nam đấy, thế nên là cuộc sống ở bên đức nói chung là về tinh thần thì hơi hơi bị um, nghèo nàn một chút đấy uh, có một số bạn bè của mình thì sau khi mà họ học đại học xong họ đi làm một thời gian ở bên đức rồi và họ quyết định họ quay trở lại việt nam có uh, những cái người đấy thì họ thực sự rất là giỏi. Đấy, tuy nhiên thì họ lựa chọn quyết định là uh, có quyết định là quay về Việt Nam bởi vì họ nói là uh, dụ cái công việc của mình á. Uh, khi mà mình uh, đi làm rồi mình trở về nhà thì, thì bạn bè của mình, gia đình của mình ở Việt Nam đã đi ngủ hết rồi. Thì xong rồi những um, cái bạn bè khác mà lúc trước mình mình chơi chung, á, mình học chung thì họ cũng bận rộn với cái công việc của họ nên là nhiều khi là về nhà thì không có ai để nói chuyện rồi um, yeah, không có ai để chia sẻ Đấy, thế nên là um, cái cuộc sống về tinh thần nó nó không được như họ mong đợi họ tự chọn quay về cái nào tuy nhiên thì có những người mà có gia đình có người thân ở bên này thì um, họ lại có thể có một cái sự cân bằng hơn trong cuộc sống yeah, thì bởi vậy nên mình mới nói là tùy trải nghiệm của mọi người cái nào tuy nhiên thì nước đức, đức là một cái đất nước mà rất là đáng để các bạn Trải nghiệm Nhất là trong thời Tuổi trẻ của mình nhá? Tại vì khi mà các bạn sang Đức sống Thì bạn có cơ hội Đã đi được rất là nhiều nước châu Âu khác nhá? Và Cái nền giáo dục của Đức Là miễn phí um, Hầu hết uh, Các trường đại học Hay là uh, Tất cả những cái uh, Trường dạy nghề ở Đức Đều là miễn học phí Cho học sinh Cho sinh viên đấy thì Rất hầu như là không có Có quốc gia nào trên thế giới Là có cái điều đó cái nào? Và Và nước Đức thì hiện tại rất là cần cái nguồn nhân lực trẻ, thế nên là những bạn nào mà chịu khó, các bạn phải chịu cực được nhé, chứ không phải là sang nước ngoài là sướng đâu. Không không có chuyện là đi nước ngoài là sung sướng là cuộc sống màu hồng rồi kiếm được nhiều tiền rồi giàu có thế này thì kia không có đâu các bạn. Nếu mà sang nước ngoài sang Đức mà đi học rồi đi làm trong công ty đấy rồi mình dạ, uh, yeah, có một cái công việc ổn định nào đó bên đức Đấy. thì cuộc sống thì có thể nói là tùy theo cái mức lương của các bạn nếu các bạn làm việc thì để mà nghèo thì không phải là nghèo nhưng mà um, để mà giàu dạ, yeah, thực sự là giàu có thì thì hầu như không có tại vì bên đức thì họ có một cái chính sách là uh, mình đã mình làm được càng nhiều mình mình kiếm được càng nhiều tiền mình có thu nhập càng cao thì mình cũng phải đóng thuế rồi đóng đóng góp xã hội càng nhiều Đấy tại vì Uh, yeah, họ có một cái sự san sẻ trong xã hội như vậy những người mà uh, khỏe mạnh lành lặn rồi có công việc tốt thu nhập tốt thì còn giúp đỡ lại cho những người uh, kém uh, tức là có những cái thiệt thòi hơn mình yeah, thế nên là cuộc sống ở bên đức nó rất là ổn định nhá yeah, nếu như mà các bạn mong muốn một cái cuộc sống yên bình thì các bạn nên lựa chọn nước đức còn các bạn mong muốn cái cuộc sống nó nhộn nhịp nó có nhiều cái sự thay đổi vui vẻ các bạn có thể suy nghĩ lại cuộc sống ở việt nam có thể là sẽ phù hợp hơn với các bạn còn khi mà sang nước ngoài thì ít ra trong cái thời gian đầu tiên chúng ta sẽ phải khá là cực thực sự rất là rất là có thể nói là đối với mình rất rất là khó khăn rất là cực vì cái lúc đấy thì phải sống một mình này Rồi phải vừa đi học người đi làm thêm rồi xong rồi phải um, đi chợ này xong rồi dọn dẹp nhà cửa rồi lo đủ các thủ tục giấy tờ nữa. Uh, mọi thứ rất là bận rộn ngày nào cũng tỉnh dậy là cũng uh, phải suy nghĩ xem là cái cái termin của mình, đó những cái lịch hẹn của mình là gì trong ngày hôm nay. Đấy, nói chung là cuộc sống nó ở bên ngoài thì nó rất là yên bình. Nhưng mà ở bên trong á, trong cái cuộc sống của mỗi người ấy, thì nó lại nó rất là um, sao nhỉ? hectic. Nó yeah. uh, có rất là nhiều thứ cần phải làm Cần phải giải quyết Ngày nào mình cũng phải suy nghĩ xem hôm nay Mình có những cái vấn đề gì mình cần phải giải quyết Ví dụ như là nhận được thư Của um, sở nào đó chẳng hạn Thì mình phải đọc rồi mình xem xem là À có cái vấn đề này vấn đề kia Mình phải làm ngay lập tức kiểu như vậy yeah. Thì um, Còn với tính cách của người Đức thì Có thể nói là các bạn cũng yeah, Có thể nghe một chút về cái Tính cách của người Đức rồi là họ thứ nhất thuyết đặc trưng là họ rất là lạnh, yeah. kalt, yeah. giữ khoảng cách. thế nào họ uh, rất là mình có một cái cảm nhận như thế này đó là người đức họ rất là ngại trong cái việc là bắt chuyện với người lạ. Yeah, cái nào ví dụ như là mình ngồi cạnh họ đi thì thường là mình cần cái gì mình sẽ phải hỏi họ đó. còn hầu như là mình thấy rất là ít người Đức họ chủ động họ bắt chuyện với mình đấy người Đức thì thực ra họ ở bên ngoài họ họ có cái sự lạnh lùng có cái sự uh, giữ khoảng cách như vậy nhưng mà nếu như mà mình có một cái quen biết với họ mình chơi với họ một thời gian rồi thì thực sự là người Đức họ rất là nhiệt tình và họ rất là giúp đỡ người khác rất là nhiệt tình giúp đỡ khi mà mình cần một cái gì đó đấy hả? và người Đức có một cái typical nữa đó là um, không có sự hài hước, nhá. Cái nó thì, yeah, nếu như bạn nhìn người Đức ở trên phố thì họ sẽ thấy là họ lúc nào họ cũng mặt nào cũng yeah, kiểu hầm hầm, cái nào. thậm chí là đồng nghiệp của mình người Đức họ cũng tự nhận xét người Đức của họ như vậy. Sau khi mà họ đi du lịch rất là nhiều nơi trên thế giới, họ thấy người Đức lúc nào cũng kiểu mặt lúc nào cũng hầm hầm và uh, không có cái sự thoải mái, vui vẻ gì hết đấy. Uh, thì đó là cái đặc trưng của người Đức rồi. Nhưng mà khi mà mình chơi thân với họ, mình có cái đồng những cái đồng nghiệp của mình á, thì họ lại rất là vui vẻ, có cái sự hài hước nhưng mà trong cái câu chuyện của mình, nhá, cái câu chuyện giữa bạn bè với nhau thì họ có cái sự hài hước nhưng mà nhìn ra bên ngoài nếu mà đi ở trên phố chẳng hạn thì bạn sẽ thấy người Đức khá là lạnh lùng, nhá, không có thân thiện cái nào. Nhưng mà nếu như mà có một cái lời khuyên là các bạn cần một cái gì đó thì các bạn hãy phải hỏi chủ động hỏi thì họ sẽ rất là nhiệt tình giúp đỡ bạn. yeah. Thế nào? Đó là những cái trải nghiệm của mình. <laughs> rồi, các bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Uh -huh. Rồi, bạn Nguyễn Mạnh Linh hỏi khóa B2 thì dạ uh, yeah, có um, bạn nhân viên của Prima có trả lời cho bạn rồi đúng không? Rồi, bạn Nguyễn eh, Nguyễn Quang Lập dạ, Gia Kiên ạ. hello Yến Phạm Uh, hello, Sophie Fan. Ja. Äh yeah. uh, ich wohne jetzt in den USA. Genau, <laughs> sau ähm um, 10 năm, 10 năm học tập, làm việc và định cư tại Đức. Yeah, uh, có nghĩa là sau khi mà mình học xong cử nhân, chương uh, trình bachelor và chương trình thạc sĩ um, thì mình làm việc ở Đức 4 năm. Mình giảng dạy tiếng Đức trong một trường phổ thông. Cái lớp dành cho những thanh thiếu niên nhập cư Mình là giáo viên chủ nhiệm của cái lớp đó Và Giáo viên lúc mà mình được nhận vào làm Thì trường chưa có cái lớp đó nhá Và mình là giáo viên đầu tiên của cái lớp dành cho học sinh nhập cư như vậy Và ngoài dạy tiếng Đức thì mình còn dạy cái môn khác Ví dụ như là về xã hội Đức này Hay là những cái kỹ năng trong cái việc học nghề của các bạn Đấy. thì uh, mình còn mình có bên cạnh đó mình còn là giáo viên chủ nhiệm <laughs> cái lớp đó nữa uh, cho những cái học sinh lứa học sinh nhập cư đầu tiên của của cái thành phố đó thế nào thì sau khi mà mình giảng dạy ở đó được 4 năm thì mình uh, uh, quay trở lại Việt Nam đó. thì trước khi mình quay trở lại Việt Nam thì sau 2 năm thông thường nếu như mà các bạn muốn biết đó, thì nếu các bạn học xong đại học ở Đức uh, các bạn có thời gian ở lại Đức khoảng một năm đến 18 tháng để các bạn tìm việc làm và sau khi mà các bạn tìm được việc làm phù hợp, các bạn làm việc 2 năm tiếp theo, đó, có nghĩa 24 tháng các bạn đóng thuế, đóng bảo hiểm hưu đầy đủ thì các bạn có cơ hội là được nhận thẻ cư trú vĩnh viễn tại đức. Đó, thì sau khi 2 năm mình làm việc thì mình đã nhận được uh, yeah, định cư vĩnh viễn tại đức. cái nào tuy nhiên thì uh, vì một số những cái lý do về uh, cá nhân đó, thì uh, mình quay trở lại việt nam và hiện tại thì mình đang sống ở đức và bên cạnh đó thì mình có mở một cái trung tâm dạy tiếng Đức và tư vấn du học Đức để có thể hỗ trợ được nhiều hơn cho các bạn vì từ trước đến giờ thì hầu hết mọi người đều biết đến mình ra qua việc giảng dạy tiếng Đức trên YouTube và giảng dạy tiếng Đức qua những cái khóa học tiếng Đức online cho người Việt Nam và và để mà có thể giúp đỡ được nhiều bạn hơn trong cái việc học tiếng Đức thì mình có mở một cái trung tâm dạy tiếng Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại là ở địa chỉ 241 uh, Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành uh, phố Hồ Chí Minh. Và để mà có thể um, các bạn ví dụ như là các bạn trẻ, các bạn nhỏ tuổi, các bạn đang học phổ thông thì uh, các bạn nhiều khi là các bạn thích học trực tiếp hơn, thì các bạn có thể tham gia những khóa học tiếng Đức trực tiếp ở trung tâm uh, và có các giáo viên, uh, các giảng viên dạy tiếng Đức ở cho các bạn trực tiếp cho các bạn và giáo trình giảng dạy là được uh, cô Tâm Nguyễn soạn và tất cả các lớp cho dù các bạn có học giáo viên gì nào đi chăng nữa thì cái nội dung học tập cái cái chất lượng đầu ra của các bạn sẽ là như nhau nhá yeah, thì các bạn có thể thử trải nghiệm và khi mà sẽ tổ chức những cái khóa học thử miễn phí thường xuyên cho các bạn thì các bạn có thể tham um, theo dõi trang Facebook này để có thể cập nhật được thông tin yeah. dù và có bạn nói là bên đức buồn đúng rồi bên đức bên đức buồn khá là buồn mình cũng có chia sẻ với các bạn rồi rất là yên tĩnh chủ nhật thì um, um, siêu thị rồi cửa hàng đóng cửa hết nhé yeah. nên là bạn nào mà dạ um, yeah, không chót không mua đồ ăn không dự trữ sẵn đồ ăn là chủ nhật là thôi rồi không biết ăn cái gì luôn nhé yeah. tuy nhiên thì vẫn có một số những cái cửa hàng ví dụ như là trạm xăng này họ mở cửa 24 mươi trên hai Yeah, hay là uh, những cái nhà hàng ở trong thành phố á thì họ cũng có mở cửa nhá yeah. tuy nhiên thì mình cũng phải chủ động trong cái việc là chuẩn bị đồ ăn đúng không thông thường mình sẽ đi siêu thị một tuần đi siêu thị một hai lần gì đó nhá yeah. về những bạn nào mà muốn uh, tiết kiệm tiền hơn ấy các bạn có thể um, xem thông tin ở trên trang là kaufland de nhá yeah. kaufland là mua ở đây <laughs> Cái nào? thì ở đấy các bạn chỉ cần nhập cái uh, post -light file là mã vùng biểu điện của các bạn vô và sau đó các bạn sẽ xem được những cái um, um, trang khuyến mại những cái thông tin khuyến mại của các siêu thị hay là các cửa hàng đấy thì các bạn biết là à chỗ nào đang giảm giá rau chỗ nào đang giảm giá thịt đấy thì các bạn đến đó các bạn mua các bạn có thể tiết kiệm một tiền hơn là các bạn đi thẳng vào trong siêu thị rồi thấy cái gì hay hay thì các bạn các bạn lấy ha. cái nào Rồi À, bạn được và mất hỏi là Giải thích giúp mình từ từ mái giám và từ su giá mình Khác nhau như thế nào Rồi à, Có thể giải thích ngắn gọn cho bạn như này nhé Cơ mái giám Nó là một tính từ Nó có thể đứng trước một danh từ Cái nào à, Còn su Thì nó có thể Đi với một động từ Ví dụ là via essence su Hay là via essence cơ mái Với cái nghĩa là Cùng nhau làm cái gì đó cùng nhau thì hai cái từ này uh, có nghĩa tương đương với nhau nhá. Tuy nhiên thì cái mái giáp uh, nó có thể sử dụng như là một tính từ đứng trước một danh từ ví dụ như là một cái căn hộ chung ai nơi cái máy giáp vô nổ chứ mình không thể nói là ai nơi su giáp mền vô nổ Đấy, thì bạn có thể hình dung cái sự khác biệt nữa, đúng không? Nhá, thì có thể là mình sẽ làm một cái video tiktok ngắn để chia sẻ với các bạn kỹ hơn về cái 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 sự khác biệt này nhá nhưng mà uh, cái sự khác biệt uh, như mình vừa nói với các bạn ấy, đó, đó là cái mind thì có thể sử dụng như một tính từ đứng trước một danh từ và chia đuôi còn suzamen thì không thể như vậy nhá còn với cái nghĩa là làm cái gì đó cùng với nhau vì lernen zusammen, vì essen zusammen vì essen gemeinsam thì hai từ này mình có thể sử dụng thay thế cho nhau. Rồi. Chị Du Phi Phán Có hỏi là bạn có dạy tiếng Việt cho Kinder sinh ra ở Đức không À hiện tại thì bên em chỉ có lớp Dạy tiếng Đức thôi chị <laughs> nào? Nhưng mà thỉnh thoảng Thì mình cũng có thể làm một số những video Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài Cho người Đức Tuy nhiên thì hiện tại thì mình chưa có Nhiều thời gian Và cái nào Thực ra thì mặc dù là mình nói tiếng Việt Như tiếng mẹ đẻ nhưng mà để mà có thể phân tích giải thích cho các bạn về ngữ pháp thì thực sự là nó là một cái vấn đề khác <laughs> yeah so yeah. Christy Trương sehr gerne uh -huh. yeah, bạn Vân Anh Hoàng uh -huh. yeah, vielen phiên đăng chị Sophie Phan. Uh, -huh. uh Vân Anh Hoàng có hỏi là có tài liệu tập hợp tất cả các động từ kèm nghĩa cái này thì không có bạn ơi tất cả các động từ thì có thể là um, phải chia theo trình độ nhá ví dụ như trình độ A1 thì có những cái động từ nào mình thường hay gặp trình độ A2 B1 B2 kiểu như vậy chúng ta học theo những cái trình độ khác nhau thì chúng ta mới có thể chúng ta áp dụng được ghi nhớ được những cái động từ đó nhá thì uh, yeah, ví dụ như là có một số những cái danh sách những cái động từ sử dụng hay những cái uh, danh từ động từ nào đó sử dụng trong trình độ nhất định thì mình có thể chia sẻ cho các bạn trong một cái bài viết nhá trên website hoặc là trên facebook uh -huh. rồi uh, chị tịnh diệu có hỏi là con gái chị vừa đỗ đại học ngoại ngữ ở hà nội khoa ngôn ngữ đức muốn xin cô cho lời gợi ý có nên du học đức không hay học xong đại học ở việt nam sau đi um, sau sang học hơn um, à rồi chị tịnh diệu có hỏi là muốn đi nên đi du học ngay từ lúc um, mới bắt đầu mới học tiếng Đức này hay là học xong đại học ở Việt Nam rồi mới đi đúng không ạ? Thì um, em có thể um, nhà mình có thể lấy cái ví dụ nhá cho tất cả mọi người luôn. Đấy, là bản thân mình thì cái lúc mà mình đi sang Đức du học á thì bên Đức có còn cái quy định là phải học hoàn thành hai học kỳ ở đại học ở Việt Nam thì mới được sang nhập học trường dự bị Còn bây giờ thì um, người ta rút lại rồi, các bạn chỉ cần thi đỗ một trường đại học ở Việt Nam thôi các bạn không cần phải học thành công hai học kỳ nữa mà các bạn chỉ cần có giấy gọi giấy báo gọi nhập học của trường đại học ở Việt Nam à, một trường đại học chính quy nhá một trường đại học được nhà nước công nhận thì các bạn có thể đủ điều kiện sang học dự bị rồi đấy và trình độ rồi tiếng Đức yêu cầu để học dự bị đó là trình độ B1 thôi cái nào tuy nhiên thì các bạn sẽ phải thi kỳ thi đầu vào của trường dự bị nhá có nghĩa là các bạn sẽ phải chọi với cả những các bạn à, học sinh khác từ nhiều quốc gia khác nếu như mà các bạn muốn thi vào trường dự bị ở những cái thành phố lớn đá, như vậy, ví dụ như là Berlin hay là Hamburg, Hannover und so weiter, thì các bạn sẽ phải có cái tỷ lệ tỷ lệ chọn cao hơn đá. thì uh, nhiều khi là các bạn cũng giỏi các bạn học cũng tốt nhưng mà cái điểm mà họ lấy từ trên cao xuống thấp thì các bạn lại không được đấy thì nhiều bạn sẽ phải làm quay về lại Việt Nam hoặc là các bạn sẽ phải đăng ký một cái khóa học tiếng Đức trong một học kỳ để các bạn ôn thi tiếp và kỳ tiếp theo các bạn thi lại nhá Tuy nhiên á, có một cái lời khuyên uh, hiện tại bây giờ thì mình đang khuyên có một cái thông tin chung cho tất cả mọi người thôi. Có một cái lời khuyên như thế này một cái thông tin bổ sung thế này cho các bạn ha. Nếu là như các bạn không tự tin lắm về cái trình độ ngôn ngữ của mình, nhá các bạn tiếng Đức các bạn chưa được tốt lắm thì các bạn sợ là sao mới nói các bạn sẽ bị thi rớt á. Thi rớt thì thi trường dự bị á thì các bạn có thể có một cái chiến lược như này các bạn giải đơn ở một vài trường các bạn nộp đơn ở một cái trường một hai cái trường ở thành phố lớn giao nộp nộp đơn một hai cái trường ở cái thành phố nhỏ ấy à, những cái thành phố mà nó hơi vùng hơi hẻo lánh một chút đấy thì cái cơ hội mà các bạn sẽ nhận được cái su xuống cái 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 thư chấp nhận mời học á nó sẽ cao hơn đó, nếu không ấy, thì các bạn cũng có thể có thêm cái sự lựa chọn nữa đó là cái trường dự bị đại học tư lập tức là Privat thì um, có một cái trường dự bị um, tư đấy thì cái trường này cũng là một cái trường uh, được nhà nước công nhận thôi và khi mà các bạn tốt nghiệp cái trường dự bị này thì các bạn cũng đủ điều kiện để uh, nộp đơn xin học ở những cái trường đại học uh, chính quy ở Đức nhá yeah, thì cái trường đại học ở uh, cái trường dự bị đại học này á mình sẽ um, cái kỳ thi đầu vào nó sẽ dễ hơn bởi vì là nó cái tỷ lệ chọn nó không có cao như ở các trường công lập khác thì các bạn cái học phí nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 2.500 euro cho một học kỳ và có ký túc xá um, rất là đẹp dành cho các bạn thì các bạn có ngay ở gần ngay ở trong khuôn viên trường luôn rất là tiện cho các bạn học tập. À, thì nếu như mà bạn nào có cái quan tâm về cái trường dự bị tư này thì các bạn có thể inbox um, Trong trang Facebook tiếng Đức cho người Việt Nam thì um, trung tâm khơi mà sẽ uh, đưa cho bạn cái thông tin cụ thể hơn. Yeah, thì đấy là cái trường hợp những các bạn nào mà không quá tự tin với cả tiếng Đức của mình nhá Còn nếu mà các bạn uh, học tốt đấy, các bạn học giỏi thì các bạn có thể đăng ký thi vào những cái trường dự bị um, ở những cái thành phố lớn hay là những cái trường dự bị uh, uh, thông thường ở Đức nhá Thế nào? Còn nếu như mà chị uh, tịnh diệu á, muốn cho con đi học uh, ở bên Đức thì chị nên cân nhắc cho con đi học càng sớm càng tốt. Bởi vì sao? thì khi mà con chị sang học ở trường dự bị thì cháu sẽ được học uh, những cái kiến thức rất là căn bản về nước đức, đức ví dụ như là khi mình học trường dự bị này mình học bên cạnh học ngôn học, học tiếng đức có một môn học là môn tiếng đức thì mình uh, trong cái môn đó thì mình uh, sẽ được học tiếng đức chuyên sâu hơn yeah. uh, ví dụ như tiếng đức về học thuật đó. cái tiếng đức đấy cái ngôn ngữ đấy người ta không nói ở trong trên đường phố nhưng mà cái ngôn ngữ đấy mình cần phải biết bởi vì mình đi theo cái con đường học thuật là con đường học đại học đấy thì nếu như mà các bạn từ Việt Nam sang thì các bạn không có một cái cái sự làm quen cái giai đoạn làm quen như vậy thì các bạn sẽ gặp khó khăn khá là nhiều trong cái việc hòa nhập với các cái cuộc sống học tập đại học ở bên Đức. Giá và cái trường dự bị nó cũng là một cái bước đệm rất là tốt cho mình để mình chuẩn bị cho những cái năm tháng để mình học đại học đó. Và bên cạnh đó thì mình cũng làm quen cái phương pháp học tập ở bên Đức nữa, mình làm quen từ từ dần dần. Và trường dự bị đại học ở bên Đức thì hoàn toàn là miễn học phí. Ngoại trừ trường hợp là các bạn học ở trường dự bị ở bang Baden-Württemberg thì các bạn sẽ phải đóng học phí là rơi vào tầm khoảng 1.500 euro cho một học kỳ. Đấy, học phí thì so với các nước khác thì nó không thấm vào đâu hết. Đấy, tuy nhiên thì nếu như mà các bạn muốn tránh phải đóng cái phí học dự bị như vậy thì các bạn có thể lựa chọn học ở những cái bang khác. Nhá. Yeah. Thì cái lời khuyên ở đây của em đó là chỉ cần nên cho cháu du học càng sớm càng tốt để mình có thể có cái cơ hội mình hòa nhập tốt hơn với cuộc sống ở bên đức mình hòa nhập tốt hơn với cái ngôn ngữ để mình khi mà mình học đại học mình không bị quá bỡ ngỡ nhá yeah. còn nếu như mà mình muốn học đại học ở việt nam xong rồi mình mình sang đức học thì cũng hoàn toàn là ok thôi không vấn đề gì cả nhá yeah. nhưng mà với việc học ngoại ngữ thì mình học bắt đầu càng sớm thì sẽ càng tốt nhá yeah. rồi và yeah hello ken Ừm. Uh -huh. um, Ừm tên... rồi ok bạn Vân Hoàng, Vân Anh Hoàng. Mhm. Uh -huh. Good. So, das was for heute. Yeah, rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham gia buổi học livestream ngày hôm nay. Thì uh, nếu như mà các bạn cảm thấy buổi học này hữu ích thì các bạn có thể chia sẻ nó với người thân và bạn bè của mình nhá yeah, để mình có thể là tiếp tục duy trì những cái buổi học livestream này thường xuyên hơn. Và hiện tại thì buổi học livestream của mình thì sẽ diễn ra vào thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ Việt Nam nhá yeah. và hi vọng sẽ gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo. Okay. Rồi, Tschüss, bis zum next